Rồi, hôm nay em test tiếp cái tay cầm X4 nha. Số series của nó là 0814 cuối 1931 đầu. Ok, rồi em test nha. Đầu tiên là coi thử cái này nó bị trôi không nha. Em để gần gần một xíu. Đếm nét. Đây. Rồi em đi từ từ nha. Nó có giật về không nha. Rồi. Ok, em đi nửa vòng nha. Đi một nửa thôi. Cái tay em chưa có quen lại nha. Có thể có hiện tượng mà nó nhảy lên hoặc là nó chạy ngược về mo. Đó, cái này do cái tay mình nó hơi run thôi. Ok. Rồi, tiếp bên đây nha. Đi vòng tròn nha. Rồi, tiếp ở giữa nha. Từ nha. Nó nảy lắm. Này mà điều khiển nhanh á, nó mới ấy nhưng mà chưa có quen. Đó, thấy không? Nó không có bị nhảy giật tọt tẹt gì hết nha. Ok, rồi. Thẳng nha. Rồi. Về trái. Rồi, xuống dưới. Rồi, qua bên đây. Rồi. Lên. Rồi, xuống. Lên. Đặt ngang, đặt vô, rồi. Rồi, đó. Nhị đậm nè, nhị đậm nè. Nhị đậm nè. Ok, chắc lúc đó hết. Rồi, ok. Được tuyệt vời. Rồi, vậy nha.